Death Chest Version là một cái phiên bản tập chống xà kép mà tập nhóm cơ ngực, thì đây cũng là một trong năm động tác free crunch quan trọng nhất. Thì ở động tác chống xà kép và tập ngực á, thì bạn cho phép bạn tập khối lượng tạ nặng hơn so với tập tay sau, do đó các bạn có thể dùng một cái deep belt, tức là một cái belt hay là một cái đai chuyên để dùng chống xà kép. Thì với cái deep belt này, các bạn có thể móc một cái quả tạ dumbbell có khối lượng bất kỳ vào để gia tăng cái độ nặng cho cơ thể, để tập được cái bài này nó kích thích đúng nghĩa của nó. Đã tập ngực thì phải tập nặng, tập ngực không thể nào mà nhẹ như tay sau được. Thì ở cái bài chống xà kép tập ngực này, các bạn xuống thì các bạn chồm ngực về phía trước nhiều hơn so với bài tập tay sau một chút xíu, thì nó sẽ ăn vào cơ ngực nhiều. Bên cạnh đó thì bạn cũng nhớ là phải dùng cái cơ ngực làm cái cơ chính để thực hiện động tác này. Cơ tay sau và cơ vai chỉ là cơ phụ, thì lúc đó nó mới ăn vào ngực nhiều. Mà cụ thể là cái cạnh ngực và ngực dưới nó sẽ ăn vào rất là nhiều ở cái bài này. Đó, các bạn để ý là khi mình xuống, mình cố gắng là mình giữ thăng bằng cơ thể. Như đã đề cập trong những video trước thì các bạn còn phải co cái chân lên như vậy, thì cái mông bạn nó mới đưa ra phía sau, bạn mới móc được cái deep belt này vào. Còn nếu mà không á thì cái mông bạn nó xung đột xuống, bạn móc deep belt nó trượt liền. Đó là một cách tập để mình tập được cái khối lượng tạ nặng. Và đây là một bài chống cái cổ tay cũng chịu áp lực rất là lớn, do đó các bạn phải có khung dây quấn cổ tay, để cho nó chắc cái cổ tay, là cổ tay mình nó không đau thì mình mới tập nặng được. Và khi xuống thì bạn nhớ là chồm người về phía trước và dùng cơ ngực đẩy lên, thở ra, xuống hít vào. Xuống thì vuông góc cái cánh tay vuông góc thôi, không xuống quá sâu, rất là nguy hiểm. Khi chống lên thì giữ một cái khoảng cong nhất định ở cái cùi chỏ, không thẳng tay khóa cùi chỏ, nó cũng sẽ rất là nguy hiểm. Thì cái bài deep tập ngực đến đây cũng xin được kết thúc. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video sau.